Dạ đại quý, Phỉnh cũng đã bị bắt rồi. Bước tiếp theo sẽ làm gì đây? Bây giờ vụ án của cô Phỉnh hiện đang trong quá trình điều tra. Nếu cán bộ điều tra xong rồi thì bước tiếp theo họ sẽ chuyển vụ án lên công tố viên. Nếu như vậy tôi đứng ra bảo lãnh cho Phỉnh có được không? Được chứ. Việc đứng ra xin bảo lãnh tạm thời có thể nhờ luật sư làm điều đó bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cán bộ điều tra và công tố viên không đồng ý thì công tố viên họ sẽ chuyển vụ án lên tòa sơ thẩm để mà giải quyết tiếp theo. Nếu vậy bây giờ tôi chỉ có thể hy vọng tòa án thông cảm và cho phép được bảo lãnh Phỉnh, có phải vậy không? Phải. Ở phòng trong cùng, xin mời. Cảm ơn anh nhiều. Chu, ông và bà như thế nào rồi? Ông và bà đang nằm ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói là cả hai người họ đều an toàn rồi. Còn La đang nằm điều trị ở bệnh viện của trại tạm giam. Thật tốt khi mà không có ai bị nặng hết. Nếu không, chắc Phỉnh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Phỉnh đừng có nghĩ nhiều nữa. Hãy để cho lòng được thoải mái. Hiện tại Chu đang nói chuyện với luật sư và đại quý Yên rồi. Họ nói là có cơ hội để có thể xin bảo lãnh tạm thời cho Phỉnh đó. Nhưng mà có lẽ sẽ mất thời gian một chút. Phỉnh không cần lo. Chu sẽ cố gắng giúp Phỉnh bằng được. Không sao đâu mà Chu. Phỉnh sẵn sàng nhận hậu quả từ những gì mà Phỉnh đã làm. Phỉnh sẵn sàng chịu trách nhiệm rồi. Dù ra sao đi nữa, Chu cũng sẽ cố gắng giúp Phỉnh hết mình. Chu sẽ không buông tay Phỉnh lần nữa đâu. Xin mời. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi mới biết là cảnh sát cũng đi thăm nghi phạm nữa đó. Hay là vì anh sợ tôi lại bỏ trốn hả? Không phải như vậy đâu. Tôi đến chỉ để nói anh Chu đã chuẩn bị luật sư cho anh rồi. Anh không cần phải lo. Vậy anh cảm thấy sao rồi hả? Bác sĩ nói là mấy ngày nữa tôi có thể xuất viện được. Tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tất cả mọi chuyện mà anh cố gắng hết sức để giúp cho chúng tôi. Tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã tin tưởng vào công lý thêm một lần nữa. Thì cũng chính là anh đã làm cho tôi thấy nếu tất cả cảnh sát đều giống như anh thì tốt rồi. Nhưng mà người xấu như anh, tôi xin chỉ gặp mỗi anh là đủ lắm rồi nha. Vì chỉ một mình anh thôi mà tôi đã mệt gần chết luôn rồi.
Thưa bác, con đi đây. Là con hả? Con chào mọi người. Cháu của Trần. Con thế nào rồi hả? Con chuẩn bị chuyển về sống ở Chonburi. Nếu có chuyện gì cần chỗ ông giúp thì cứ nói nha. Sau sự việc mà bác Chân và anh Phơi gây ra cho ông, con không dám làm phiền ông gì nữa đâu. Con đừng có nghĩ như vậy. Việc mà gia đình chúng ta đã làm điều sai trái, nó không có nghĩa là chúng ta phải gánh hết trách nhiệm tội lỗi của gia đình đâu. Phải. Và hôm nay gia đình bà đến đây cũng là để tha thứ cho Trần đây con à. Có chuyện gì thì cứ nói ông giúp, lúc nào cũng được hết. Có chuyện gì cần giúp cứ nói anh nha Chay Bua. Phải, chúng ta sẽ là bạn của nhau mà. Con thực sự cảm ơn mọi người. Con cảm ơn. Không có gì đâu con. Xin chào quý vị. Chương trình của ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về một vụ án đang xôn xao dư luận trên mạng xã hội trong suốt thời gian qua. Và đó chính là vụ án giết người ở tiệm Công Phiển. Thưa quý vị khán giả, trên mạng xã hội thể hiện rất nhiều quan điểm gay gắt. Và hôm nay chúng tôi mời hai vị khách mời đến tham dự cuộc trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là luật sư Sặc Phong và bà Biểm. Họ là đại diện của Quỹ Nhi Đồng và Phụ Nữ, thưa quý vị. Xin mời hai vị khách mời. Xin chào ông. Xin chào anh. Xin chào anh. Trước hết thì có lẽ tôi phải hỏi ý kiến của hai vị suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Đầu tiên tôi xin mời luật sư Sặc Phong. Điều đầu tiên tôi xin nói trên khía cạnh của pháp luật trước là hành vi phạm tội, cho dù phạm tội với bất cứ lý do gì, tất cả cũng đều là sai. Nhưng giờ đây trong quá trình xét xử tội phạm, không phải cứ bị bắt là bị trừng phạt. Trong quá trình đó có những bước mà những người là bị can họ có thể đưa ra yêu cầu hoặc là khiếu nại. Còn bà Phiểm thì sao? Ý kiến của bà về vấn đề này là như thế nào? Nếu xét trên phương diện pháp luật thì cũng giống như những gì luật sư đây vừa nói. Nhưng ở đây tôi cũng muốn mọi người suy nghĩ và cùng đặt ra câu hỏi là việc thực thi pháp luật ở nước ta đã nghiêm túc hay chưa? Và như mọi người đều biết rõ là điểm bắt đầu của vụ án này còn có một viên cảnh sát lớn dính vào. Nếu như cô Phiểm không làm như vậy thì tôi cũng không biết là chuyện này sẽ kết thúc ở đâu nữa. Và kẻ xấu vẫn còn tiếp tục ung dung sống trong xã hội như không có gì xảy ra. Về phần này tôi cũng đồng ý với bà Biểm. Dạ. Có lẽ chúng ta phải thảo luận với nhau về hệ thống pháp luật rằng nên được cải cách theo hướng nào là tốt nhất. Trước tiên mọi người phải hiểu là tôi không ở đây để lên án bất cứ điều gì, chỉ là mong cải cách pháp luật tốt hơn. Tất cả là vì người dân mà thôi. Nếu như luật pháp mà được thực thi công bằng ngay từ đầu thì ai mà dám nghĩ kế hoạch tự đi trả thù chứ. Nói mà không muốn tin luôn đó bà. Bọn sát nhân đó lại ở gần nhà chúng ta bao nhiêu năm nay. Nhưng mà cũng xong rồi, bọn người xấu xa đó cũng đã chết hết rồi, đáng đời. Nè con, người chết đi rồi không cần nhắc đến nữa đâu. Bà ơi bà, chết là một chuyện thôi. Nhưng mà sau khi chết không phải có nghĩa là tội lỗi sẽ biến mất đâu. Những kẻ xấu xa như vậy, dù có chết cũng phải bị nguyền rủa tiếp. Nè, im đi. Đi mà giúp bông mở tiệm kia kìa. Xin chào cô. Tôi đến để xin bảo lãnh cho cô Phiển Barita. Dạ được. Vậy để tôi trình đơn yêu cầu lên cho. Đợi tòa xem xét xong sẽ thông báo cho anh biết nha. Dạ được. Mời cô. Anh ngồi đợi. Dạ.
Anh ơi, xin mời anh. Tòa đã xem xét yêu cầu của anh rồi. Tòa cho phép được tại ngoại tạm thời đó. Thông tin chi tiết ở trong hồ sơ này nè. Dạ, vậy tiếp theo tôi phải làm gì? Vậy thì anh đã chuẩn bị sẵn tiền bảo lãnh luôn chưa? Tôi chuẩn bị rồi. Vậy anh đem hồ sơ này cùng với số tiền đi nộp ở bên tài chính giúp giùm cho tôi đi ha. Sau đó họ đưa biên nhận và người sẽ được tại ngoại. Dạ được, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, dạ. Ông hiểu được cảm giác của cả hai đứa, Phỉn và con. Ông không thể ngăn được sự hận thù của hai đứa. Vì chúng ta cũng chỉ là con người bình thường thì phải có cảm xúc. Ông cũng tức giận giống như vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải biết buông bỏ những cảm xúc đó. Không phải vì kẻ đã làm hại chúng ta, mà là vì hạnh phúc của chính bản thân mình. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Là ngày mai phải không con? Tòa án sẽ đưa ra phán quyết của vụ án hả? Dạ. Ông muốn cho hai đứa con biết một điều là cho dù kết quả phán quyết có ra sao đi chăng nữa thì hãy biết là ông, cháu Chô và bà Bó vẫn luôn luôn chờ các con về. Kẻ làm hại chúng ta đã nhận nghiệp báo rồi. Đã tới lúc Phiện với con cũng phải chịu hình phạt về việc mà chúng con làm. Con sẽ chờ thôi ông. Chờ ngày mà con lại được về sống chung với ông. Vụ án này, công tố viên đệ đơn cáo buộc rằng bà Barita Asawa Kasin bị cáo thứ nhất, ông Kịt Tị Con Asurafin bị cáo thứ hai đã cùng thực hiện hành vi phạm pháp tội làm hại thân thể người khác, dẫn đến gây ra thiệt hại nghiêm trọng và tội cố ý giết người. Tòa cũng đã xem xét các bằng chứng trong vụ án và đưa ra kết luận cả hai bị cáo đã cùng nhau thực hiện hành vi phạm pháp như cáo buộc. Tuyên án của hai bị cáo đều bị phạt tù giam theo tội danh cố ý thông đồng giết người, thời hạn 20 năm. Cả hai bị cáo đều thành thật khai nhận, có lợi cho việc xem xét giảm nhẹ hình phạt, được giảm án một nửa. Tuyên án phạt tù giam hai bị cáo, mỗi người 10 năm. Kết thúc tuyên án. Phỉn, chờ chút. Không sao đâu mà.
Dạo này Phỉnh sao rồi? Chớp mắt đã tròn một năm Phỉnh vào đó rồi. Hy vọng là Phỉnh vẫn khỏe nha. Chô, ông với lại cả bà nữa đều khỏe cả. Phỉnh không cần phải lo chuyện gì đâu. Chô vừa mới đưa ông với bà đi du lịch biển về, còn đi lễ Phật nữa. Ông với bà lại Phật xin phúc lành cho Phỉnh nhiều lắm đó. Chô có gửi hình kèm theo. Đợi khi nào Phỉnh ra ngoài, chúng ta cùng đi nữa nha. Chô đã ghi lại hết các quán ăn ngon cho Phỉnh rồi. Nhớ Phỉnh nhiều. Ê, nè mọi người, đến giúp nhanh. Nhanh lên. Bị sao vậy? Phải làm sao nè, đây? Giúp với. Nè, bây giờ làm sao bây giờ? Tôi đâu có biết đâu. Giúp với. Bị sao vậy? Kêu quản giáo tới giúp đi. Mọi người, đừng động ra. Không biết bị gì nữa. Tự nhiên cái lăn ra vậy đó. Sao rồi, sao rồi? Được không vậy? Chị không sao nữa rồi. Tôi đỡ hơn rồi cô Phỉnh. Cảm ơn cô nhiều nha, vì đã cứu tôi. Tôi từng sử dụng nghề y của mình để làm chuyện xấu trước đây, trong việc trả thù cá nhân, nên là tôi mới phải chịu hình phạt như vậy. Tôi nghĩ là từ bây giờ tôi sẽ sử dụng những gì mà tôi tích lũy được để giúp người. Phỉnh, xin chúc mừng em nha. Ngày mai là được về nhà rồi. Vì em là người tốt, có tấm lòng, thích giúp đỡ mọi người, cho nên em đã được giảm án và được thả ra sớm hơn dự định. Ra ngoài rồi đừng có quay lại đây nữa đó. Phỉnh ơi, chúc mừng em nghe. Ra ngoài trước đi, rồi chị ra sao? Không phải đó. Ôi, con thật là kỳ đó chú. Con trở về không kịp thì muốn bà làm sao đây? Ôi, biết là con rất tiếc, nhưng mà Phỉnh phải ra ngoài vào hôm nay. Rồi con muốn bà giúp gì đây? Không kịp thì không kịp, vậy thôi gia chô, đang gấp, đang gấp. Ôi, ôi trời, cái thằng cháu này sao nói mãi nó không hiểu chuyện vậy? Không phải chô gọi bà. Là của con á bà. Hả? Sao cục cưng? Không cần vội qua đón đâu, coi chừng tiệm là được rồi. Biết là nhớ rồi mà. Em sẽ về liền. Ôi trời ơi. Từ ngày bà làm người yêu người ta thì ngọt ngào với nhau quá mức luôn. Nè, bà thấy hai đứa như vậy chắc chắn đường huyết của bà tăng giọt luôn. Đi 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 đi, nhanh lên đi. Thôi đi bà. Trở về trong tiệm với nhau đi, không cần đi với bà nữa. Bà vậy đi với bà. Ông vậy con xin phép về trước nha bà. Con chào ông, con chào bà. Thẹp, trời ơi, thẹp gấp gáp đi. Nhanh lên bà ơi, tôi nhớ cháu của tôi lắm. Đi đi đi, đi thôi.
viện vẫn chưa ra ngoài phải không? Chắc là vẫn chưa ra đâu, họ cũng đang chờ đằng kia kìa. Không phải rồi. Bà ơi, đây, đây nè. Tụi cha rồi đây. Tiếp theo chắc là Phiến, phải không? Phải không? À, phải Phiến không? Phiến à? À Phiến. Phiến. Cháu đã ra rồi hả? Phiến à? Nhớ con quá. Nhớ con quá đi Phiến nè. Phiến. Phiến. À con à. Con ơi. À. Chị Phiến. Chào ông. Rồi qua. Con cũng ra rồi. Đứng dậy, đứng dậy. Dạ. Đứng dậy. Chị vẫn khỏe chứ chị Phiến? Chị khỏe. Ra ngoài thì tốt rồi hả? Công Phiển vẫn giống y hệt trước đây. Nè Phiển à, chuyện trong quá khứ con không cần phải nghĩ đến nữa đâu. Lúc trước cả hai đứa con từng nói là các con từ cái chết trở về đã trả thù bọn Lý xã mà. Nhưng mà hôm nay hai đứa con lại được tái sinh lần nữa sau khi các con đã trả giá sai phạm của bản thân. Hãy xem quá khứ chỉ là bài học, đừng cố lấy nó làm nỗi khổ của hiện tại và tương lai. Từ bây giờ con sẽ trông coi tiệm Công Phiển và chăm sóc ông nữa, không đi đâu hết. Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ dùng thời gian mà chúng ta sống một cách hạnh phúc nhất. Được rồi, được rồi, không cần rước mướt với nhau. Phiển với La được giảm nhẹ hình phạt xem như là chuyện tốt, như vậy thì phải ăn mừng. Dạ alo. Tôi đã về tìm Công Phiển rồi. Không có gì đâu. Vậy hẹn gặp sau nha, đại quý. Thật là tiếc, Chô trở về không kịp mà nó nóng lòng gặp lắm. Sớm lắm có lẽ cũng ngày mai nó đi bàn chuyện mở rộng chi nhánh ở tỉnh khác. Không có sao đâu mà bà, ngày mai gặp nhau cũng được. La. Dạ. Em đi đâu vậy hả? Em tính đi gặp bạn. Ăn mặc như vậy trông cũng đẹp đó. Em cảm ơn chị. Chị rất vui khi mà thấy em như vậy đó La. Như vậy là sao chị?
thì chuẩn bị ra ngoài gặp bạn. Em đã có được cuộc sống như người bình thường rồi. Nhưng nếu em không có chị, có lẽ sẽ không có em ngày hôm nay rồi. Thời gian vừa qua em đã làm nhiều thứ vì chị rồi. Nhưng từ bây giờ, cuộc sống chính là của em. Em muốn làm việc gì, muốn sống cuộc sống kiểu nào thì em cứ hết mình đi. Em cảm ơn chị Mê nhiều vì tất cả mọi chuyện. Đi nhanh đi, để bạn đợi đó. Dạ. Vậy em đi trước đây. Đại quý, anh nhìn gì vậy? Không, thì thấy lạ, tôi chưa từng thấy anh ăn mặc như vậy. Hay là anh đã quen với bộ đồ tù? Nhưng mà nghĩ lại thì lúc tôi bị ngồi tù, anh cũng có liên quan. Vậy thì tôi sẽ tính sổ với khoan anh đã. Mau lùi lại một chút, lùi lại một chút đi. Có ý định tấn công người thi hành công vụ như vậy, tội nặng hơn trước đó nha. Nhưng mà anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? Nếu nói trước thì đâu còn bất ngờ nữa. Nè anh à, tôi có rất nhiều việc phải làm nữa đó. Anh có công việc rồi hả? Thì vẫn chưa, nhưng mà tôi đang đi tìm. Đến làm việc với tôi không? Làm cộng sự với nhau. Ý của anh là sao? Thì không có gì. Tôi thấy anh đánh đấm tốt, dùng vũ khí cũng giỏi. Lúc mà lén làm gì hoặc là lúc theo dõi người khác rất khéo léo, ít ai có thể phát hiện được, nên mới muốn rủ anh về làm chung thôi. Tôi thấy cũng vui đó. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, mặc dù trước đây chúng ta là kẻ thù của nhau, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ trở thành cộng sự. Anh mới dùng từ gì hả? Cộng sự sao? Vậy cũng có nghĩa là anh đồng ý làm việc với tôi rồi nha. Dạ, thưa đại quý. Nhưng mà khoan đã, bây giờ không phải là giờ làm việc của tôi. Không cần gọi tôi là đại quý đâu. Vậy thì anh muốn tôi gọi anh là cái gì? Gọi anh, anh Yên. Ôi, còn lâu nữa nha. Nghe nổi da gà, tôi đi trước đây. Ê, nè, buông ra. Buông ra đại quý. Khỏe ghê, không mất phong độ chút nào. Hả? Hả? Đứng yên đi. Nè nè, buông ra. Làm gì vậy? Làm gì? Có nghe không? Đau. Càng dùng chỉ càng đau đó. Đừng. Dừng lại nghe tôi. Hả? Gì? Gọi tôi là anh Yên, rồi tôi sẽ thả. Còn lâu. Chứ tôi nghĩ là chúng ta nên đi kiếm cái gì ăn đi. Vậy muốn ăn cái gì hả?
Phải chua không vậy? Chua. Mọi thứ vẫn như trước đây hả? Phiền nghĩ nó không có gì giống như trước đâu. Mình đã phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện mà. Chú nghĩ là mọi người đều phải có con đường của bản thân mình. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng luôn có thể bắt đầu lại. Thử nhìn chú xem. Chú cũng vẫn chờ để bắt đầu lại với Phiển. Phiển xin lỗi nha, vì đã khiến chú phải chờ quá lâu. Xin lỗi cái gì hả Phiển? Chú luôn luôn đợi Phiển được mà. Nếu phải chờ thêm 10 năm, 20 năm nữa, chú cũng chờ được. Chú đã từng mất Phiển rồi, chú chắc chắn sẽ không để mất Phiển nữa đâu. Kết hôn với chú nha.
Phiển yêu chưa? Phiển, nói lần nữa được không? Chú muốn nghe lần nữa. Phiển yêu chưa? Phiển nhiều lắm, yêu Phiển mãi mãi.